Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái hiệu ứng đóng băng một tấm hình, và nó sẽ được link như cái video gốc của mình. Thì cái hiệu ứng này thì các bạn, nếu các bạn xem cái MV ca nhạc UNI của nước ngoài họ làm thì mình rất là thích. Cái hiệu ứng làm rất là đẹp. Như vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng này để các bạn có thể ứng dụng vô các cái video clip để mình giải trí, hoặc là các bạn có thể làm MV được nha. Thì để làm được cái này thì chúng ta cần phải đưa cái video gốc vô đây. Đây, video này chúng ta phân tích như thế này nè. Đây là cái video mình đã làm rồi. Có nghĩa là mình phải chọn cái thời điểm mà mình nên chọn cái thời điểm mà mình muốn giữ hình. Thì theo mình thì mình, ví dụ tùy các bạn thôi. Các bạn có thể chọn bất kỳ thời điểm nào. Đây. Đây, ví dụ các bạn có thể chọn thời điểm này, hoặc là thời điểm lên lưng trên không này cũng được. Ví dụ vậy. Thì ở trên cái layer này á, chúng ta nhấn shift 1 để chúng ta làm dấu vô trên này. Đúng chưa? Đó, như vậy là đến vị trí shift 1 này thì chúng ta sẽ chọn cái hình đó để chúng ta. Nguyên tắc làm của cái này là gì? Chúng ta sẽ cắt một tấm hình và chúng ta tracking theo video. Và để đến khi đến vị trí số 1 thì tự động nó liên kết lại với nhau và nó khớp. Rồi. Thì tại vị trí số 1 thì chúng ta nhân layer ra, Ctrl D. Chúng ta đóng băng nó lại, time. Và chúng ta chọn đóng băng. Đó, đúng không? Thì nếu như mình tắt video gốc ở dưới mình bật lên, thì khi mà chúng ta chọn đóng băng rồi thì nó chỉ là một tấm hình thôi. Và nó đứng như vậy. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái này. Mình phải dùng một cái mask, công cụ mask nè, Pen Tool nè, mình sẽ cắt. Thì các bạn sẽ chọn cái nhân vật này để cắt. Cố gắng chúng ta bo theo cái đường cong của nhân vật cho theo chi tiết thì nó sẽ đẹp hơn. Nếu các bạn cắt ảo thì nó sẽ dính vào cái background thì nó sẽ không có tốt trong cái vấn đề ghép, nó sẽ không kỹ. Mình cứ từ từ mà mình bo theo nha. Rồi. Đó. Chúng ta cứ từ từ bo theo nhân vật của mình. Cái bài này mình cũng đã có hướng dẫn trong cái buổi workshop ở Keyframe. Thì hôm nay dành cho những bạn ở xa không có thời gian để tham dự thì mình sẽ chia sẻ lại, nếu mà để cho các bạn sẽ nắm được cái quy tắc làm nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đi một vòng quanh cái nhân vật rồi. Bây giờ để cho kỹ hơn nữa thì chúng ta cần phải trừ những cái bên trong ra. Những cái này nó không thuộc vào nhân vật, nó là bầu trời. Đúng chưa? Tương tự như vậy, cái này chúng ta phải chọn hết. Rồi. Thì riêng cái mask này chúng ta nhấn M vô cái layer video mà chúng ta đặt tên nó lại đi. Mình nhấn vô đây mình đặt tên nó lại là người đi. Rồi. Ở trong này mình tổng cộng có 3 cái mask. Thì một cái mask lớn là màu hồng. Hai cái mask nhỏ là màu xanh lá cây và màu vàng. Thì hai cái mask nhỏ này chức năng của nó là mình muốn lọc bỏ cái màu trắng đi thì các bạn phải chọn cái thông số này là subtract nha. Đó, thì nó mới bỏ đi cái thông số, và bây giờ mình mới còn người không. Để cho những cái đường cắt này nó mịn hơn thì chúng ta phải chọn hết ba cái thông số này và chúng ta nhấn F để mà chúng ta cùng feeder với nhau. Đó, các bạn feeder lên tầm 3 thôi là tự động nó sẽ mịn, đúng không? Hoặc các bạn có thể lên 4, tự động là cái đường cắt nó sẽ mịn hơn. Đó, và như vậy là chúng ta đã có được một cái tấm hình rồi. Đó. Và nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là chúng ta phải làm cho cái tấm hình này, là tấm hình này á, là nó chỉ xuất hiện từ cái giai đoạn là từ trước trở về tại vị trí số 1 thôi. Tại sao? Bởi vì qua sau vị trí số 1 là chúng ta không nên để cho nó lơ lửng nữa, và chúng ta cắt nó đi bằng cách là chúng ta nhấn kích vào cái layer và nhấn Alt và đóng hoặc vuông nha, thì tự động nó sẽ cắt đi. Đúng chưa? Rồi. Như vậy là đó, nhiệm vụ của mình là mình phải để cho nó link với nhau á, thì mình phải tracking cái tấm hình này để dính vô trong cái video, giống như nó chuyển động theo đúng cái chuyển động video thì nó mới đẹp. Chứ còn nếu như mà nó chuyển động hiện giờ nó chưa có tracking, nó hiện động bay bóng như thế này thì đâu có đẹp. Nó sẽ không có khớp, như nó không thật. Rồi. Thì bây giờ để làm được điều này thì chúng ta sẽ tiến hành tracking cái video này. Các bạn chọn chuột phải vô đây. Các bạn chọn track camera nha. Các bạn đưa về cái màn hình composition mới chắc được, thì tự động là nó sẽ chạy tín hiệu cho mình. Rồi, sau khi chạy xong rồi á, đó,
chạy xong rồi thì nó hiện ra những cái điểm key này. Thì thật ra những cái điểm key này nó đang giới hạn cho mình cái vùng phía sau của nhân vật. Trong camera, cái vật nào mà càng gần camera á, chuyển động càng nhanh. Càng xa thì giống như là các bạn thấy không? Những cái tòa nhà này nó chuyển động rất là xa nên giống như là nó chậm hơn. Như vậy nên là cái khoảng cách của nhân vật này, cái khoảng cách vị trí nhân vật này, cái vị trí camera này nó khác với vị trí tòa nhà nha. May mắn lắm thì nó tương tự thôi chứ nó không thể nào mà nó trúng y chang được. Như vậy trong trường hợp này chúng ta không còn khoanh vùng, chúng ta chỉ còn tạo thẳng một camera luôn. Đúng chưa? Tạo thẳng một camera luôn. Rồi, thì các bạn thử đi. Bây giờ như các bạn kích vô trong cái người, các bạn chỉ cần kích hoạt đã bật camera rồi thì các bạn chỉ cần kích hoạt chế độ 3D lên thôi. Đó, thì tự động là cái hình này nó sẽ ăn theo. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta play nè. Đó các bạn thấy không? Thì theo nguyên tắc của nó là tấm hình của mình, cái tấm hình của mình nè, nó đã được ăn theo camera rồi, do vậy nó mới chuyển động như vậy. Bây giờ nhiệm vụ của mình á là phải fit tại vị trí số 1, là cái hình của mình nó phải khớp với cái chuyển động này. Thì nó mới ra được, nó mới phải khớp được với nhân vật này thì nó mới đẹp chứ, như tấm lóng gì đâu đẹp, đúng không các bạn thấy đúng không? Do vậy nên đây là mình ăn gian rồi, những nhiệm vụ của mình phải làm khớp lại. Thì để làm khớp làm sao? Để làm khớp á thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl Shift C để mà bo cái con nhân vật người này lại, và chúng ta chọn Move On và chúng ta nhấn OK. Đó, đúng chưa? Và theo nguyên tắc thì mình cũng phải bật lại chế độ 3D. Đó, bật lại chế độ 3D thì nó vẫn ăn, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái effect là CC Corner Bin. Đây, đưa vô đây, Corner Bin vô đây. Đó. Và nhiệm vụ của mình là đưa cái con chó tại vị trí số 1. Đó, tại vị trí số 1 là cái layer của mình á, do nó ăn theo camera nên nó đã bị méo khỏi cái trục rồi. Và mình fit cái trục lại bằng cách nào? Thì chúng ta nhấn Ctrl R để tạo cái thước, để cho cái độ chuẩn xác 100% thì các bạn phải đọc thanh info nữa nha. Đây. Bây giờ mình sẽ kéo cái thước này tới vị trí số 0. Đây, các bạn đọc thanh info hiện giờ đang nằm là -4 nè. Đúng không? Mình phải đưa về vị trí số 0. Số 0. Các bạn có thể để shift hoặc để Ctrl shift để cho nó chậm lại cái để Ctrl để cho nó chậm. Đó, đến vị trí số 0 rồi. Tiếp theo như vậy các bạn phải kéo con thước này đến vị trí là video của mình là 1080 thì các bạn phải để 1280 nha. Đó, tương tự như vậy, trên này thì kéo xuống là 0 chuột x. -2 rồi mình phải chỉnh lên 0. Giữ con chuột. Rồi, kéo xuống đây là 720. Các bạn phải nắm được 720 nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được 4 cái đỉnh ngay đây rồi. Và nhiệm vụ của mình là mình phải đưa cái khung này nè fit về 4 cái đỉnh này thì cái hình này nó mới khớp nhân vật được. Như vậy thì chúng ta phải sử dụng cái lệnh Corner Bin thôi. Thì chúng ta tại vị trí này chúng ta kéo xuống đây Fit một cái. Tương tự như vậy chúng ta kéo xuống đây fit cái này. Nó tự động fit nha các bạn. Đây, fit cái này. Đó, các bạn thấy chưa? Và bây giờ là cái video của mình nó đã khớp với cái video gốc. Các bạn thấy không? Nó đã khớp với nhau rồi. Đó, ăn thua là cái khớp này nha. Và bây giờ các bạn thấy nè, nếu như trường hợp mà cái thanh này nó không hit thì sao? Đó, cái thanh này nó không hit thì các bạn phải vào Windows nè, các bạn phải vào View nè, các bạn phải kích hoạt chế độ Snap to Guide nha. Snap to Guide nè, thì nó sẽ hit, thì nó sẽ chuẩn hơn. Và cái Corner Bin này nó cho phép chúng ta kéo khung lại về đúng vị trí. Mặc dù cái khung này nó nằm ở vị trí khác nhau nhưng mà effect Corner Bin này nó cho phép chúng ta dịch chuyển 4 cái đầu video, 4 cái vị trí điểm đầu, 4 cái khung video để mà khớp với video gốc. Mà muốn khớp 100% thì bắt buộc các bạn phải dùng thước và xài thanh info. Đúng chưa? Như vậy là hiện giờ bây giờ là cái hình của mình nó đã khớp với video gốc rồi. Và các bạn xem thành quả nè. Quá tuyệt vời. Đó, các bạn thấy không? Cái độ lưa lớn trên không và đến vị trí nó fit với nhau, nó khớp từng hình luôn. Như vậy thì nó mới ra được cái độ chắc của video. Chứ còn nếu như các bạn không xài Corner Bin cũng được, không sao hết, nhưng mà cái video của mình nó không có đã, giống như đang chớp vậy, nó đâu có khớp khung đâu. Tại vị trí số 1 là hai tấm hình này nó đâu khớp với nhau. Khi chúng ta sử dụng Corner Bin rồi, đó, tại vị trí này vẫn chưa khớp, đúng vị trí số 1 nó mới khớp và nó mắc hình luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn nếu mà đến ngay đây các bạn chơi luôn. Đó. Pop. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thể kéo ra đây để cho nó thêm cái độ chắc nữa. Đó, như vậy là chúng ta
ứng dụng cái video này để mà làm những cái sản phẩm mà nó ao áo chút xíu. Thì trong cái MV ca nhạc You and I của người nước ngoài làm thì người ta cũng áp dụng phong cách này hết. Nhưng mà mình cũng thấy ở Việt Nam một số bạn làm rồi, nhưng mà cái việc tracking của các bạn còn chưa tốt, nên nó bị giật cái tấm hình. Thì các bạn phải chắc làm sao cho tấm hình của mình nó không bị giật mà nó ăn đúng camera, như vậy mới đúng nha các bạn. Thì hy vọng là cái bài này mình chia sẻ chút ít kinh nghiệm để các bạn làm cái shot này thành công. Các bạn đừng quên theo dõi đăng ký cái kênh YouTube của mình nhé, để mà cập nhật những cái bài hướng dẫn mới nhất. Và hiện giờ kênh YouTube của mình á, mình đang phát triển theo những cái hướng như thế này. Thứ nhất là dành cho người mới bắt đầu. Thứ hai là dành cho người đã biết và muốn phát triển nâng cao hơn. Hiện giờ là 56 clip rồi, 57 clip rồi. Người mới bắt đầu thì có 8 video. Hướng dẫn cái Mocha nè, giải đáp thắc mắc. Hướng dẫn cách xóa vật thể trong After Effects. Particular, nói chung là rất nhiều thứ để các bạn học. Thì giờ vậy nên là các bạn có thể là theo dõi để mà nắm được những video mới nhất của mình. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook Ung Thành. Hiện giờ cái Facebook Ung Thành này thì mới lúc sáng nó không cho mình để tên Ung Thành nữa, mà nó bảo mình là đổi tên, đúng không? Nó bảo mình là đổi tên thì mình đổi lại thành Nguyễn gì đó. Nhưng mà vấn đề quan trọng mình muốn nói với các bạn nào, mình xin giới thiệu với các bạn đến một cái group, đó là group việc làm, đây, dựng phim thiết kế và kỹ xảo. Group này là group chính, là tất cả những cái tuyển dụng sẽ được đưa lên đây mà được kiểm duyệt trong ngành thôi, đúng không? Những cái thiết kế đồ họa này sẽ được đưa lên đây, và cơ hội để các bạn sẽ tìm việc cho mình một cách nhanh nhất. Thì ngoài ra còn cái nhóm của mình là Ung Thành học cái sao đi ngành miễn phí, thì những cái bài tập của mình cũng up lên đây, những cái câu hỏi của các bạn mình cũng chia sẻ lên đây, để cho các bạn có một cái nơi để mà chúng ta thảo luận với nhau. Ví dụ như là cái bài nào các bạn hỏi thắc mắc thì mình sẽ đưa vô đây. Đây, mình sẽ đưa cho các bạn sẽ cùng nhau mà trả lời. Rồi, như vậy là trên này thì các bạn có thể cùng nhau thấy cái bài của các bạn và sẽ thảo luận để mà chia sẻ đến cái phương pháp, đúng không? Thì ví dụ có những cái bạn sẽ đặt câu hỏi với mình là khi mà vật chuyển động, cam đứng yên thì mình chắc như thế nào, thì mình hướng dẫn, mình sẽ nói với các bạn là dùng Mocha để chọn nhân vật mà chắc. Có nghĩa là ai thắc mắc gì có thể comment trực tiếp với mình, hoặc là trên YouTube các bạn xem video clip nào đó, các bạn có thể là kích vô comment ngay bên dưới để mà trả lời nha. Như vậy là mình sẽ trả lời các bạn. Như vậy là cái shot này các bạn đã thực hiện thành công rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.